Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ Bồ thí Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình sân giận lẫn nhau, sanh tâm thương xót khuyên bảo họ, nguyên nhân nào các ngươi sân giận với nhau như vậy? Các ngươi nếu vì sự thiếu thốn mà cùng nhau tạo các ác nghiệp thì nên đến, ta sẽ bố thí cho, đừng có ngại ngùng. Tùy theo các ngươi cần dùng ta đều thí cho, các ngươi chẳng nên sân giận với nhau mà nên tu an nhẫn cùng phát từ tâm. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát này an trụ Bồ thí Ba La Mật Đa, khuyên các hữu tình tu an nhẫn rồi, muốn làm cho họ có niềm tin vững chắc, khuyên họ như vậy: nhân duyên sân giận đều không nhất định, không có thật, từ vọng tưởng phân biệt khởi ra, vì tất cả pháp bản tánh không, nguyên nhân nào các ngươi đối với pháp không thật mà vọng sanh sân giận tổn hại với nhau? Các ngươi đừng vì nhân hư vọng phân biệt mà sân giận với nhau, tạo ra các ác nghiệp phải đọa vào địa ngục, bảng sanh, cõi quỷ và chỗ xấu ác, chịu các sự khổ nặng nề. Sự khổ ấy thật là khốc liệt, bén nhọn, cắt hại thân tâm vô cùng đau đớn. Các ngươi đừng chấp vào việc chẳng thật, vọng tưởng sân giận tạo ra các ác nghiệp, do nghiệp tội này thọ thân người hạ liệt còn khó có thể được, huống là sanh lên cõi trời hoặc cõi người, hoặc gặp Phật nghe pháp hết lòng tin thọ như lời dạy mà tu hành. Các ngươi nên biết thân này khó được, Phật ra đời khó gặp, phát sanh niềm tin lại khó, nghe pháp thọ trì lại càng khó hơn. Ngày nay các ngươi đã đầy đủ sự kiện này, đừng vì sân giận mà đánh mất thời cơ tốt đẹp. Nếu mất thời cơ này khó tìm lại được, vậy nên các ngươi đối với các hữu tình đừng sanh sân giận, phải tu an nhẫn. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát này an trụ Bồ thí Ba La Mật Đa, tự mình hành an nhẫn cũng khuyên người khác hành an nhẫn. Thường tự mình khen ngợi pháp hành an nhẫn, vui mừng khen ngợi người hành an nhẫn. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ Bồ thí Ba La Mật Đa khuyên các hữu tình tu hành an nhẫn. Các loài hữu tình do sự tuần tự này lần lần nương vào tam thừa mà được giải thoát. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ Bồ thí Ba La Mật Đa